Xin chào tất cả các bạn, hiện tại mình đang có mặt trên bến cáp treo lối từ khu vui chơi của Sun World Park. Vâng, đây là khu vui chơi, một trong ba khu vui chơi của khu vực Sun World Park Hạ Long. Để sang khu vực đèo Ba Đồn bên Hòn Gai thì chúng ta sử dụng thuyền cáp treo vượt biển. Thuyền cáp treo này thì nó song song với tuyến tàu Bãi Cháy. Vâng, mỗi cabin của cáp treo này khoảng tới 2 tầng. Vâng, hiện tại thì cáp treo này nắm giữ cho nó hai kỷ lục, đó là cáp treo có số lượng người đông nhất cũng như là có trụ tháp cao nhất. Vâng, từ trên cáp cabin của cáp treo thì chúng ta có thể chiêm ngưỡng toàn cảnh của Hạ Long. Vâng, đây chỉ là số lượng người trên một cabin. Vâng, nó có sức chứa rất là đập. Vâng, từ đây chúng ta có thể ngắm cảnh Vịnh Hạ Long từ trên cao. Vâng, sang khu vui chơi của đồi Ba Đèo bên kia thì có một vòng quay mặt trời lớn, cũng nắm giữ cho nó nhiều kỷ lục. Vâng, tuyến cáp treo này chỉ có 2 chiều, một chiều đi và một chiều về. Mỗi một chiều chỉ có một cabin. Vâng, các bạn có thể nhìn thấy một chiếc cabin ngược chiều đang quay về. Vâng, phía bên trái chính là khu vực cầu Bãi Cháy. Chiếc cầu này có chiều dài hơn 1.000 mét, khoảng độ 1.100 mét, nhưng chiếc cáp treo này nó có chiều dài gần đôi chiếc cầu Bãi Cháy, bởi vì thiết kế của cáp treo nó được dựng bởi hai chiếc cột và nó có hai cạnh giống như là hai cạnh tam giác so với chiếc cầu Bãi Cháy. Vì vậy nó có chiều dài gấp đôi tuyến cầu Bãi Cháy, mặc dù nó cũng chỉ bắc qua eo biển này cũng với khoảng cách tương đối như nhau. Vâng, phía trên này chính là Vịnh Hạ Long. Vâng, chúng ta cũng sắp sửa đến ga phía bên kia, gọi là ga mặt trời. Còn ga phía bên tổ hợp vui chơi này gọi là ga Đại Dương. Vâng, ga mặt trời này thì nó ngay cạnh vòng quay mặt trời Sun World. Vâng, từ trên cao nhìn xuống toàn cảnh của khu vực Vịnh Hạ Long. Vâng, cảm giác đi trên cabin thì cũng khá là êm ái. Các
Vâng, chỉ một chút nữa thôi là chúng ta có thể đã đáp xuống ga mặt trời để kết thúc chuyến hành trình đi trên cát trắng. Vâng, theo như thời gian trên máy quay thì mình quay mất 5 phút 30 giây đã kết thúc chuyến hành trình một lượt của tuyến cát trắng này. Vâng, nhân viên của ga mặt trời đang chào đón mọi người trên cabin. Vâng, hầu như ai cũng tranh thủ dùng điện thoại để quay lại những con cảnh đẹp nhất của khung cảnh vịnh Hạ Long từ trên cao. Vâng, lượng khách ở mỗi cabin thì khá đông. Vâng, sau đây chúng ta sẽ cùng xuống ga này và để tham quan khu vực đồi Ba Đèo để trải nghiệm những trò chơi vô cùng thú vị ở đây. Vâng, đây chính là cabin tầng trên của tuyến cáp treo này. Vâng, chúng ta có thể nhìn thấy sự đồ sộ của tuyến cáp treo. Vâng, hiện tại thì tất cả các du khách đã vào phía bên trong ga mặt trời. Vâng, đến với khu vui chơi đồi Ba Đèo này thì có rất nhiều những điểm vui chơi tham quan nổi tiếng, và một trong những điểm đặc biệt nổi bật nhất chính là vòng quay mặt trời. Là một trong những vòng quay có độ cao lớn nhất ở khu vực. Bên cạnh đó thì còn có những khu tự sáp của những nhân vật nổi tiếng. Hay những khu vườn Nhật Bản. Vâng, một lúc nữa thôi thì mình sẽ trải nghiệm những điểm vui chơi hấp nhất nhất ở khu vực này. Vâng, bên cạnh những khu vui chơi dành cho người lớn thì cũng có rất nhiều khu vui chơi dành cho trẻ nhỏ ở đây. Vâng, đây là khu game.
Vâng, hầu như mọi du khách đã đến với ga mặt trời này thì điểm đầu tiên mà mọi người muốn đến để trải nghiệm đó chính là vòng quay mặt trời. Vâng, video này mình cũng xin dừng ở đây để chuyển đến một video tiếp theo ở khu vực vòng quay mặt trời.